Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được chào đón ngày mới cùng quý vị và các bạn trong bản tin thời tiết 6 giờ sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm qua, tình trạng nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên. Tuy nhiên, cường độ nóng ở miền Bắc đã suy giảm nhẹ so với ngày Chủ nhật khoảng 1 độ. Mức nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 35 cho đến 37 độ. Riêng các tỉnh thành từ Nghệ An cho đến Đà Nẵng trời quang mây hơn, cho nên nhiệt độ lên đến 36 cho đến 38 độ, có nơi còn sấp xỉ 39 độ. Trong ngày hôm nay, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ có đôi chút chuyển biến. Mặc dù dưới tầng thấp, vùng thấp nóng vẫn là nguồn nhiệt chính tác động và ảnh hưởng đến khu vực, nhưng nó phát triển không mạnh. Do tác nhân hội tụ ở hệ thống khí quyển tầng cao bắt đầu được thiết lập nên sẽ có mưa rào rải rác ở các tỉnh vùng núi. Lúc này nền nhiệt độ tại khu vực Trung Du và Đồng Bằng đang dao động từ 29 cho đến 31 độ, còn các tỉnh vùng núi thấp hơn từ 25 cho đến 27 độ. Do trời chuyển mây nhiều hơn nên nắng nó bắt đầu suy giảm tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, nhiệt độ chỉ dao động từ 30 cho đến 32 độ. Chiều tối mây dông sẽ kéo đến nhiều hơn và cho mưa rào rải rác. Còn với các tỉnh thuộc Trung Du và Đồng Bằng cũng như là khu vực ven biển của Bắc Bộ, khả năng mưa không nhiều, tuy nhiên nhiệt độ trưa chiều cũng giảm nhẹ, phổ biến trong khoảng từ 34 cho đến 37 độ. Nắng nóng tiếp tục duy trì trong ngày hôm nay tại khu vực miền Trung. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, trời có nắng sớm, nắng nhiều và khá nóng, với mức nhiệt độ cao nhất ngày duy trì từ 35 cho đến 38 độ. Thời gian nắng sẽ kéo dài từ 11 giờ trưa cho đến 18 giờ chiều. Trong khi đó, các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận sẽ phổ biến ít mưa, nên nhiệt độ về đêm và sáng giảm nhẹ hơn phía Bắc, phổ biến chỉ từ 27 cho đến 28 độ. Còn ban ngày trời có nắng và nóng tại các tỉnh thành từ Đà Nẵng cho đến Phú Yên. Riêng khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có nhiệt độ giảm nhẹ hơn một chút, trưa chiều ở dưới ngưỡng 36 độ. Ngày hôm nay, đới gió Tây Nam còn hoạt động khá mạnh, nên mưa dông vẫn tiếp diễn ở khu vực Tây Nguyên cũng như là Nam Bộ. Trong khoảng thời gian từ sáng cho đến trưa, thời tiết tạnh giáo có nắng. Tuy nhiên, từ sau 13 giờ chiều trở đi, khi mà gió Tây Nam đã tích đủ hơi ẩm, thì mây dông sẽ kéo đến, chút những cơn mưa xuống các tỉnh miền Tây của Nam Bộ trước, sau đó lan sang các tỉnh miền Đông và lên cả khu vực Tây Nguyên. Do mưa đến sớm nên nền nhiệt độ trong ngày hôm nay không cao, phổ biến chỉ ở trong khoảng từ 27 cho đến 29 độ ở các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và từ 32 cho đến 34 độ cho các tỉnh thành Nam Bộ. Cuối cùng là những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, ngày hôm nay trên hầu khắp khu vực Biển Đông bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thịnh hành gió Tây Nam với cường độ cấp 4, cấp 5. Riêng khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, cùng gió có lúc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Từ ngày mai 13 tháng 7, mưa dông và gió mạnh trên khu vực giữa và Nam Biển Đông sẽ giảm dần nên thuận lợi hơn cho các hoạt động hàng hải. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của kênh VTC14. Chúc quý vị có ngày mới thật nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.